Hôm nay thì Tân Phát sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái lỗi mà mình thấy là lỗi này thì thường gặp ở người mới. Khi mà họ mới sử dụng, mới mua máy về, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái lỗi mà chúng ta tưởng nó đơn giản thôi nhưng mà chúng ta không biết thì sẽ rất là khó. Đó là lỗi Here Open. Here tức là về phần đầu in. Đầu in đang mở, trong khi các bạn nhìn thấy không ạ? Đây mình đã đóng đầu in rồi. Mà tại sao vẫn báo lỗi? Và chúng ta bấm in thì hoàn toàn không in được. Đó. Thì thực ra lỗi này rất là cơ bản luôn. Thì các bạn hãy nhìn nhá, các bạn hãy quan sát này. Khi mà báo lỗi Here Open ấy, các bạn hãy quan sát ở phần này. Mình đảm bảo các bạn luôn, đó là các bạn đóng đầu in nhưng chưa chặt. Các bạn đóng sai đầu in. Các bạn hãy đảm bảo cho mình rằng là cái đầu in của chúng ta này, nhìn bạn nhìn thấy trục không ạ? Nó đang rất là chéo. Chéo này tức là cái đầu in chưa đóng hết cỡ. Chúng ta phải đảm bảo cái đầu in chúng ta đóng hết cỡ thì thôi. Đó, bạn nhìn thấy không chéo không ạ? Chúng ta gạt bình thường, chúng ta để như này để mở đầu in. Khi nó đóng xuống, chúng ta đóng hời hợt, đóng rất hời hợt này. Các bạn vẫn vặn thấy nó cứng cứng. Này, chúng ta bỏ để thôi luôn. Nhưng mà hoàn toàn không phải nhá. Chúng ta hay vặn hết cỡ xuống. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó sẽ tạch một cái. Nó sẽ kêu tạch một cái. Lúc này chúng ta sẽ mới là đóng đầu in, chặt đầu in và đóng chuẩn đầu in nhá. Các bạn hãy đảm bảo rằng nó sẽ nằm trên một đường thẳng. Cái trục này nó sẽ thẳng xuống dưới, hai cái trục tì nó sẽ thẳng xuống dưới chứ không được để chéo các bạn nhá. Đó, các bạn hãy quay đằng trước. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, máy đã hết báo lỗi và đã trở về trạng thái in bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Tân Phát.